2019 được phát sóng trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có trận đấu quyết định trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng D của vòng chung kết Asian Cup 2019 năm nay, gặp đối thủ là đội tuyển Yemen. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần 3 điểm, thậm chí là một chiến thắng với cách biệt 3 bàn để có thể chủ động giành quyền đi tiếp mà không cần chờ đợi vào kết quả của các bảng đấu còn lại. Và chúng ta cũng phải kể tới tinh thần thi đấu khá quả cảm của các cầu thủ Yemen khi mà họ có rất ít cơ hội để có thể đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam ra sân với một số sự điều chỉnh về mặt đội hình, trong đó có việc Xuân Trường trở lại nhằm gia tăng khả năng kiểm soát nơi tuyến giữa. Quả thực đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã cầm bóng tốt hơn nhiều so với hai trận đấu đầu tiên. Nhưng lối chơi áp sát đầy khó chịu của đội tuyển Yemen vẫn khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc tổ chức những pha tấn công. Trong một thế trận bế tắc như vậy, Quang Hải đã cho thấy phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu với tình huống đá phạt hàng rào đẳng cấp mang về bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Bàn thắng mang tính giải tỏa áp lực đã giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu thanh thoát hơn hẳn trong hiệp 2. Một pha phối hợp ăn ý ở khu vực trung lộ giữa Hồng Duy, Tiến Linh và Văn Đức kết thúc bằng pha phạm lỗi trong vòng cấm của đối phương. Để rồi trên chấm penalty, đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin dứt điểm nâng tỷ số lên thành 2-0. Trong thời gian cuối trận, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đưa ra những điều chỉnh với mong muốn ghi thêm bàn thắng. Nhưng sự vùng lên của đội tuyển Yemen cũng khiến chúng ta phải thận trọng hơn trong nhiều tình huống. 2-0 là kết quả chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam có được lợi thế nhưng sẽ phải chờ kết quả của các bảng E và F diễn ra ngày hôm nay mới biết chắc cơ hội góp mặt tại vòng 1/8 của Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam đã có được một chiến thắng đúng với quyết tâm mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt ra trước trận đấu với đội tuyển Yemen. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ phải chờ hết lượt trận tối ngày hôm nay mới biết xem là liệu mình có giành quyền đi tiếp hay không. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phát biểu của hai vị huấn luyện viên sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều đã cống hiến hết mình cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội tuyển Yemen. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu hay. Tôi đánh giá cao sự tập trung của các cầu thủ ở trận đấu này. Tại sao chúng ta phải cố ghi nhiều bàn hơn? Đội tuyển Việt Nam có thể thắng nhiều hơn, nhưng 1-0, 2-0 hay bất kỳ tỷ số nào cũng đáng trân trọng. Ở những trận đấu trước, Quang Hải đã có một số tình huống đá phạt nhưng không ghi bàn. Ở trong buổi tập trước trận đấu, tôi hỏi Hải liệu có ghi bàn được nữa không. Cậu ấy nói là sẽ cố gắng ghi bàn và đã làm được. Tôi nghĩ đây là một trận đấu hay. Đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu này. Các học trò của tôi đã chơi tốt hơn hai trận đấu trước, gặp đội tuyển Iran và đội tuyển Iraq. Sang hiệp 2, chúng tôi đổi sang hệ thống 3-4-1-2 và đội tuyển Việt Nam vẫn không có nhiều cơ hội ghi bàn. Dù sao tỷ số thua 0-2 cũng không phải là kết quả tôi nghĩ đến. Trước Uzbekistan đã chính thức giành ngôi nhất bảng F. Trong khi đó ở trận đấu ảnh hưởng đến số phận của đội tuyển Việt Nam giữa Oman và Turkmenistan đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về các thủ Oman, một kết quả vừa đủ để cho đội tuyển Oman giành tấm vé đi tiếp với vị trí thứ 3 của bảng F và cũng phần nào khiến cho cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam hẹp lại. Và chúng ta chỉ còn chờ kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Liban và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kết thúc mới biết mình sẽ giành vé hay không, sẽ có thể lách qua khe cửa hẹp hay không. Hôm qua thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã kết thúc trận đấu cuối cùng vòng bảng của mình với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Yemen. Đó là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Christopher Bitt người Australia. Trận đấu phải nói là mang đến sự kịch tính nghẹt thở, nó không chỉ vì kết quả, không phải là vì kết quả quá cách biệt của trận đấu này, mà nó là cuộc đua giành tấm vé còn lại vào vòng 1/8 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Liban. Nhưng mà đội tuyển Liban đã không thể có được một chiến thắng với tỷ số đủ để giúp họ giành tấm vé đi tiếp. Đúng 4-1, những giọt nước mắt đã xuất hiện nơi cao thủ Liban. Họ đã rất nỗ lực ở trận đấu này, tuy nhiên cao thủ Liban đã không thể vượt qua được một cách biệt rất lớn. Và đội tuyển Việt Nam đã trở thành đội bóng cuối cùng giành vé vào chơi ở vòng knockout tại Asian Cup 2019. Một hành trình có thể nói là vô cùng kịch tính của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo